Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2020. Thì bây giờ đang 15:30 buổi chiều. Thì đang có những hạt mưa phùn, thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm video clip. Trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng thì chúng tôi giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là khám thờ gia tiên. Đây là mẫu khám thờ được làm bằng 100% chất liệu gỗ gụ Lào, chuẩn gỗ gụ Lào luôn, đã được sơn son thép vàng và phần mặt chúng tôi sơn then là sơn màu đen. Thì cỗ khám thờ gia tiên này có kích thước là dài 1m27, cao 1m27 và chiều sâu là sâu 47. Khám thờ này là chúng tôi làm theo yêu cầu hàng đặt của anh Ngọc, anh ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, anh đặt cho nhà thờ dòng tộc. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Thì bên trên phần khám chúng tôi chạm là long hóa mai, và ba buồng cửa thì chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Và phần bệ thì chúng tôi đục đầu hổ phù nhưng hóa lá tây. Phần bệ bên phần ngang thì chúng tôi chạm lá tây, chân cũng là chân hổ phù. Cỗ khám thờ này đã được sơn son thiếp vàng Đài Loan để chuẩn bị bàn giao cho quý khách. Thì quý khách hàng nào mà ưng mẫu khám thờ gia tiên này thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi đợt này chúng tôi bàn giao rất nhiều đồ thờ cúng bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ mít, hàng sơn PU hay là hàng sơn son thép vàng. Chúng tôi cũng đang triển khai thi công rất là nhiều để bàn giao cho quý khách được đúng vào ngày đẹp và để lễ cho kịp với tiến độ. Phần hông này là chúng tôi vẽ bằng nhũ. Còn phần mặt tiền là chúng tôi thiếp vàng Đài Loan. Đây là chúng tôi vẽ cây hoa mai. Vì ba buồng cửa trước là chúng tôi đã đục trúc, cúc và cây tùng. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online toàn quốc. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật cho mình những video mới nhất về đồ thờ cúng bằng gỗ. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm là đồ thờ Hiền Lành hoặc đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem các video trực tiếp của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.